Hello. Sorry for that pause smile. It's just every day when I do my video clip, it just makes me really excited. It's because the feeling, oh sorry, my alarm going to work. I clocked in as an all-time favorite waitress. Right now, for you planet Earth, right now outside it's full of fame, evil to me. Right now, me clocking in as your all-time favorite waitress is what my heart wants to do. Every day, I listen to my heart. Today, I think I made it to October 20th, 2018. TogetherOnMiracle.com. I'd love to thank you, planet Earth, for loving me, myself, and I, with all your heart. I love to thank God Almighty for giving me the suspense of all lifetime, the thrill to magic. I created God Almighty real in my world, planet Earth. He came alive in my world and he taught me everything my heart desired to make a day as today. TogetherOnMiracle.com, me, myself, and I, the host to a show. It's Together a Miracle, my fans. When we believe in God Almighty, he works his miracle all at the perfect moment. So, every day, listen to me. I'm your heart. Listen to our heart. Listen to love. I'm the love power on planet Earth. Because I made God Almighty come to Earth and bless me with my dream come true. Ơi, chương trình Lily và Matt tôi fan, càng ngày thấy Lily đẹp không? Bây giờ là kêu bằng đẹp tuyệt vời luôn á. Đúng không? Có bao nhiêu phú quý đang chờ Lily. Mà Lily hy sinh cái cuộc đời của Lily để Lily đi đóng cái bộ phim cho ông trời, để cố gắng thay đổi cái ác của cái thế giới này mình đang sống. Này, nếu quý vị mở mắt ra nhìn rõ nha, mình phải sống vì tiền. Sorry, tình. Mình phải sống vì tình. Mấy người ở trên cái thế giới này á, người ta sống vì tiền. Lily là con bé có trái tim tốt, từ nhỏ tới lớn sống về chữ tình. Như vậy tới ngày hôm nay, trời ơi, em nói thiệt nha quý vị, em đi ra ngoài á, muốn cưới thằng chồng tỷ phú tiền Mỹ nha, không phải tiền Việt Nam đâu, tiền Mỹ luôn á, không có khó đâu, rất là dễ. Tại Lily là một con bé cái trái tim tốt. Sự thật nha, bây giờ nếu mà Lily muốn đi cưới vua á, cũng không có khó đâu, chắc có nhiều vua đang chờ Lily. Không khó đâu. Lý do tại Lily là một người cái trái tim tốt. Lúc mà mình là một người trái tim tốt á, cái duyên phận á, của cuộc đời á, rất là phú quý, sang trọng. Như vậy á, em lựa cái sang trọng của một cái con người. Một cái con người đó là em. Em là một người có cái trái tim rất là tốt từ nhỏ tới lớn. Bây giờ lớn lên thì trời ban cho điều kỳ diệu, hình ảnh của một người trái tim tốt. Như vậy bây giờ cái bộ phim Cuộc Đời Lily rất là hấp dẫn, mà rất là dễ thương, mà rất là lãng mạn. Lãng mạn trong cái tình yêu của Lily trao cho người nghèo hết trái tim của Lily. Đi hy sinh, đi trải bàn. Tính ra trải bàn có 10 đồng một tiếng rồi bà con ơi. 10 đồng một tiếng tiền đô ở bên Việt Nam, chết là lâu ngày không về Việt Nam rồi. Để coi khoảng cho 130 ngàn hả? Ồ, hay là 200 ngàn đi.
Ôi giời ơi, bây giờ Lily ở bên đây, Lily đi làm có 200 ngàn một tiếng à. Thấy chưa? Trong khi đó ở ngoài đó phú quý đang chờ đợi. Mà cái phú quý, những cái ở ngoài đang chờ đợi á, cái phú quý đó không có làm Lily vui. Mình sống trong một đời á, mình sống vì vui, cứ vui ở cái lòng của mình. Bây giờ em mà ra ngoài đó cưới một thằng tỷ phú, Lily sẽ khóc mỗi ngày mỗi đêm. Để Lily không có nghe lại cái trái tim của Lily. Cái trái tim Lily á, ông trời dạy Lily là một người tốt, một con bé tốt, vẫn giữ mãi mãi cái lời hứa của Lily với ông trời. Lúc em 16 tuổi đầu, em nghe cái câu chuyện rất là bất ngờ, rất là hấp dẫn, rất là trái tim tốt sẽ cứu mạng mình. Lúc đó Lily xin hứa, xin thề với ông trời 16 tuổi. Ông trời ơi, ông trời cố gắng cho con cái trái tim tốt để con thắng được cái cuộc đời của con. Đó, cái lời hứa Lily trao cho trời đất. Lily xin nhớ là cái đó là hứa đầu tiên trong cuộc đời của Lily luôn. Lily hứa với ông trời, ông trời xin cho con một cái trái tim tốt để con thắng cuộc đời. Điều kỷ yếu hình ảnh của một người trái tim tốt là em Thi Trang Lily Phan, họ Phan nha. I love you. I planet Earth. My life, it just changed so crazy. Like my video clips, I try my best and give my heart with my low budget film. It's low budget. Low budget meaning it's the movie of my life. I'm not that rich. Trust me, well right now I'm rich and famous. But if you guys actually see the world, that's the love the world is giving me. I'm actually not that wealthy. Say since June 14, 2011, I believe I made about almost maybe 3 million to 4 million US dollars. And I donated into togetheramiracle.com for a day as today. My social media, Matt Hui, my Instagram, Matt Hui Lily, that's all the money I invested to build Golden, togetheramiracle.com. Togetheramiracle.com is a donation from my heart. I made the movie of my life, to be honest with you, is to teach new generation to grow up and make our butterfly effect. Our butterfly effect meaning believe in the power of good. Believe in you. Believe in our heart. And believe God Almighty is real on planet Earth. And God Almighty will bless us everything our heart desires. But there's always a but. Let me put my glasses on so I can look prettier for you guys. So togetheramiracle.com in the back can grow and reach out to every new generation. So together we hold each other's hand, we feel each other's heart, and we fight for love. That's what life is all about. It's fighting for each other, fighting for love, helping each other win like a battlefield called life. So muffins, hold each other's hand and love one another as family. Why is it so complicated for you guys? Totally don't understand. It's so easy to love for me and it's so hard to hate. Ooh. Now, distraction, totally forgot. So,
Do I look cute for you, planet Earth? Holy moly. I had to learn to be more intelligent to create the thought of together. It's a low budget film. Low budget meaning it's like I'm born in a category of unfortunate, meaning a poor child. No college education, no high school dropout, and really no family support. It was me who prayed to God to come and help me change my life. I prayed to God. The reason why I asked God to change my life, I grew up as an unfortunate child. I don't want my brother and sister to have to go through the unfortunate feelings I had to go through. I wanted to take my mommy and daddy to places they never been. I wanted in the future, when I have my children, if my son is a good person, a good boy, a good child, if he wanted a Lamborghini, I would be able to buy my son that Lamborghini he deserves. So when I was growing up, like, in this world, I tried to find the answers to win life. It's like, how do you explain it? It's like, we all have our own mind. We all have our own thoughts. You know, me as a young child growing up in the age of unfortunate and seeing your parents work 20 hours a day, and in a week, if you're lucky, you get a meal with your mom and dad for like 2 hours. You only want to make it rich in life. To give your parents time with you. That is why every day growing up as a teenager, I try to find ways to make it rich. So my mommy and daddy would have more time with us. Watching movies, listening to music, seeing scenes. Scenes meaning your friends, relationship, arguments, strangers on the streets. You learn from those scenery that God gives you in life. Life is a movie played by God. People in this world Sorry, I froze. My taping is only one recording. And distraction like God, like that. I gotta learn how to remember because I'm actually really intelligent. I truly did build golden on planet Earth. And I'm like just really stressed out right now because it's like living off every penny. Each day is crazy. I got distracted again, and now here comes another subject. About me, I pretty much have amnesia, to be honest with you. The definition of amnesia is because my intelligence is really high, and it's like I'm always thinking in the beautiful mind and living in the beautiful heart. I came up with so many thoughts, so many plans, so many scenarios. And so many things that I've been doing, and when this distraction comes, I forget about everything. That's how I made it to today, because I was so interesting. It's like every day this girl's got a new intelligence. You know what I mean? I told you, planet Earth, I'm selling all my talents to fight for you, Earth. So high five to the dedication of the power of the good. We believe in God. We love each other. We fight and help one another win the battlefield called life. Together on miracle.com.
when there is only one race in this whole entire planet Earth, and it's called mankind. We must win together like a family. That's my dream. That's my heart. That's my goal. And it's gonna be my accomplishment. Because God Almighty came to Earth and grant me all my wish come true. This is why today I'm here. Me, myself, and I, T. Jiang Lily Fan, the host to your show. You see magic. Heaven is a place on Earth. So believe in God, love one another as family. Lilyhood, I love you. Thank you, planet Earth, for loving me. Red, white, and blue. Land of the dreams. Red, white, and blue. Land of opportunity. Red, white, and blue. America, I love you. Thank you for blessing me with our dream come true. The thought of together. In God, we trust.